Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mới về hàng được mẫu loa, một lô loa siêu chép Pioneer P107S đã hết hàng rất là lâu rồi, thì nhân tiện lên video quay cho anh em cũng như là để giới thiệu đến những anh em nào chưa biết về cái mẫu loa siêu chép này, để sẽ có thêm những sự lựa chọn để giúp phối ghép lắp đặt cho cái dàn âm thanh nhà mình, để bổ sung cái tiếng chép cho dàn âm thanh. Mẫu loa siêu chép Pioneer P107S này thì không còn quá xa lạ với những anh em chơi audio lâu năm rồi anh em nhé. Đây, con này là một dòng loa siêu chép, nó đánh cái dải cao cực kỳ sáng, tiếng chép sáng, lanh tanh, tí tách, đánh những cái dải siêu cao rồi. Thì anh em nào đã chơi lâu năm thì thực sự không còn lại mẫu này. Và cái âm thanh của con này nó mang lại thì rất là sáng tiếng, nảy tanh tách luôn anh em nhé. Với hình thức bên ngoài thì nó là vành hoàn toàn, tất cả là đều hoàn toàn bằng kim loại. Đây, thiết kế hoàn toàn kim loại, củ tên lửa Titan rất là đẹp và bắt mắt, sáng, anh em thấy không? Đó. Kích thước của con này thì để cho anh em nào mà mua về để mà đóng vào thùng để thay thế cho những con loa chép bị cháy ở nhà thì sẽ có cái kích thước đường chéo ốc của nó sẽ là khoảng 11 cm anh em nhé. Kích thước đường chéo ốc nó sẽ khoảng 11 cm, vành thì sẽ là khoảng 10,5, vành nó sẽ 10,5, đường chéo ốc là khoảng 11 cm. Củ từ con này rất là nặng anh em thấy này, rất là nặng, được hoàn thiện chính hãng Pioneer. Củ từ thì khoảng 8,5 anh em nhé, củ từ khoảng 8,5, rất là to và rất là nặng anh em thấy này, cái củ từ này rất là to và rất là nặng. Đây, mã của nó đây, Pioneer model P103S, đại series đầy đủ cả, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 91 decibel, độ nhạy rất là cao, và công suất của con này lên đến là 150W anh em nhé. Nhưng mà thường thì công suất của loa chép khi mà sử dụng ấy, nó sẽ ít thôi, nó sẽ khoảng rất là ít thôi, nhưng mà đây là cái thông số để hãng họ in lên, cũng là để một phần biết là cái công suất con này nó rất là mạnh, rất là lớn, để anh em dễ dàng là phối ghép lắp đặt cho dàn âm thanh nhà mình. Tổng quan rất là đẹp. Đây, còn ở đây là những cái mẫu loa chép tôi đã lắp sẵn phân tần và chân sắt đây cho anh em xem. Đây, một mẫu này, mẫu loa này khi mà về đến tay quý vị các bạn thì nếu anh em để rời ở bên ngoài để đấu thêm ấy, cấy thêm một dàn âm thanh thì để giờ thì tôi sẽ lắp sẵn phân tần này, chân sắt này, chân cóc này để anh em để trực tiếp lên cọc loa hoặc là sau âm ly anh em nhé. Và dây tôi đã hàn sẵn dây cho anh em đây rồi, hàn sẵn dây đây, như mẫu này này, hàn sẵn dây cho anh em rồi. Dây này về anh em chỉ việc đấu trực tiếp vào sau của loa chính, hoặc là sau một, nếu âm ly có hai kênh thì anh em đấu vào một kênh còn lại của âm ly, hoặc là nếu không âm ly có một kênh thì anh em đấu trực tiếp vào sau loa chính anh em nhé, là anh em có thể nghe được. Đôi loa này thì các bác phối ghép rất là dễ nhá, loa nào cũng có thể chơi được, vì cái trở kháng hay công suất của loa chép nó rất là nhỏ, cho nên là anh em ghép thêm loa chép rời bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến trở kháng hay công suất của âm ly, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Đấy, cũng như là cái loa chép này nó sẽ phối ghép rất là dễ, dàn âm thanh anh em cảm thấy là thiếu chép thì anh em bổ sung tiếng chép vào là rất được, hoặc là anh em nào hát karaoke cảm thấy thiếu tiếng chép thì đôi loa chép này là một lựa chọn rất là tuyệt vời cho anh em. Đấy, nó bổ sung cái dải cao rất là tốt, và những dàn âm thanh cổ, đặc biệt những dàn âm thanh cổ bị bí tiếng, loa cổ ngày xưa ấy, thì bây giờ cái dải chép nó rất là thiếu, thì anh em bổ sung đôi loa này vào nó rất là hợp lý, tăng bổ sung cái dải chép để anh em nghe nhạc được hay hơn, nghe những cái bản nhạc vàng, nhạc bolero hay bất cứ những cái bản nhạc nào mà anh em yêu thích mà nó thiếu đi mất đi cái tiếng chép ấy. Con này thì không cần phải bán nhiều rồi, con này tôi đã bán rất là nhiều, thời gian gần đây đã hết là cháy hàng để mới về cho anh em nhé. Anh em giờ tôi sẽ test cho anh em nghe thử nhé, anh em chú ý lắng nghe này. Chép cực kỳ đanh thép mà rất là gai góc, dành cho những cái bác nào mà thích nghe cái tiếng chép nó mạnh, nó nảy, nó sáng thì đây là một cái đôi loa chép tuyệt vời, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu để quý vị và các bạn vừa có thể nghe vừa có thể hát được anh em nhé. Và mức giá của nó thì không thay đổi, mức giá của cặp loa siêu chép Pioneer P103S vẫn có cái mức giá là 1.250.000 đồng. Đây, lắp đầy đủ sẵn phần tần và chân sắt như thế này, cái mạch phân tần T3, còn nếu mà anh em lắp thêm mạch phân tần T5 thì anh em thêm 20.000 đồng đấy anh em nhé. Đây, như đôi này là đang lắp mạch phân tần T5 này, mạch phân tần này thì nó đâu có rất là xịn, cùng những con trở này, quận cả cũng như là tụ rất là đầy đủ rồi, nên là cái tỷ lệ cháy nó rất là thấp anh em nhé. Và loa này tôi sẽ bảo hành 1 năm cho anh em, với những cái lỗi như là bị rè tiếng này, bị tiếng nó bị sôi này, hay là gấp bất cứ vấn đề gì cả,
Đấy, tôi sẽ bảo hành anh em một năm. Còn với những cái đôi loa độ nhạy cao này, anh em có thể thấy nhá, khi mà không bật nhạc này, khi mà tôi không bật nhạc, anh em có thể nghe thấy cái tiếng sôi đúng không ạ? Nhưng mà sôi này không phải là sôi do loa chép, mà sôi này là sôi do nội tải của âm ly anh em nhá. Những cái đôi loa chép nó có độ nhạy cao ấy, tôi nói rất nhiều lần rồi, anh em bảo là cái đôi loa siêu chép Pioneer này của tôi là hay bị sôi, hay những cái đôi loa tên lửa nó hay bị sôi, nhưng thực tế thì không phải anh em nhá. Với những cái đôi loa này, nó có độ nhạy rất là cao, thì anh em thấy này, khi chúng ta không bật nhạc thì nó sẽ có những cái tiếng sôi từ loa chép phát ra. Cái tiếng sôi này là tiếng sôi do nội tại của âm ly nó phát ra, chứ không phải tiếng loa chép. Còn khi anh em bật nhạc lên này, khi anh em bật nhạc lên nhá, tiếng đấy sẽ mất hoàn toàn, thay vào đó là tiếng chép và tiếng nhạc bình thường của anh em. Nên là nhiều anh em cứ hay lăn tăn là vấn đề là nó bị sôi anh em nhá, thì loa chép không bị sôi, mà sôi này là sôi do âm ly, những âm ly cổ lâu rồi sẽ có những tiếng này phát ra. Đấy, nên em hoàn toàn yên tâm sử dụng những cặp loa chép bổ sung vào cái dàn âm thanh nghe nhạc của mình. Đấy, rất tuyệt vời. À, con này tôi chưa quên mấy chỉ đo kích thước chiều cao, chiều sâu của con này chiều sâu của nó là khoảng 6,5 cm anh em nhé, để anh em vừa vào cái thùng, lỗ thùng. Đấy, biết loa thì có tự đo kích thước rồi. Đấy, giá là 1.250.000 đồng một cặp loa siêu chép Pioneer 103S, đã bao gồm phí vận chuyển, lắp đầy đủ phân tầng chân sắt anh em nhé. Số điện thoại của tôi là 0931655426. Quý các bạn mua hàng thì vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện, kết bạn qua Zalo hoặc cùng nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của tôi. Nhắc lại là 0931655426, nhắn tin hoặc kết bạn qua Zalo. Rồi, cảm ơn quý các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ. Còn đây xin được gửi lời chào, hẹn gặp lại tất cả trong những video tiếp theo. Xin chào.